Hôm nay Tiếp Thị Gia Đình sẽ hướng dẫn bạn cách làm món nuôi kem sữa đút lò. Nguyên liệu gồm có 50g nuôi ống, 150ml sữa tươi, 150ml kem sữa tươi, 500ml nước, 3g bột ớt cayenne, 50g phô mai cheddar bào sợi, 50g phô mai bột parmesan, muối, tiêu, ngò tây. Lò vi sóng kết hợp nướng 4-1 Electrolux Impresso EMS3288X. Cách thực hiện như sau. Cho nuôi vào thố thủy tinh, đổ nước vào và thêm chút muối. Đặt thố thủy tinh vào lò vi sóng Electrolux, luộc nuôi trong 3 phút. Lấy nuôi ra khỏi lò, rửa lại với nước lạnh để ráo, cho lại vào thố. Lần lượt rưới đều sữa tươi, kem sữa tươi, bột ớt, muối, tiêu, trộn đều. Cho vào lò vi sóng nấu trong 2 phút. Lấy thố nuôi ra, rắc phô mai bào sợi và phô mai bột vào. Cho tiếp vào lò vi sóng quay thêm 2 phút để phô mai thấm đều vào nuôi. Lấy thố nuôi ra, rắc ngò tây đã băm nhuyễn lên nuôi, dùng nóng. Khoan lò rộng MaxPlat giúp bạn đặt thức ăn ở nhiều vị trí trong lò mà vẫn chín đều, thay vì đặt thức ăn trên đĩa thủy tinh và xếp vòng tròn như lò vi sóng truyền thống. Trân trọng cảm ơn đầu bếp Hồng Thanh Văn, nhà hàng BOC Homemade BBQ, 43 Nguyễn Văn Giai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thực hiện.